Hello anh em, hôm nay thì mình mới về một lô bao tay. Bao tay này là của Việt Nam sản xuất anh em. Giá mình bán anh em qua tới nhà mình á là 150.000 một bộ. Mình bán ở trên Shopee á là 165.000. Lý do là mình bị trừ cái tiền ở trên Shopee ha. Cho nên mình bán là 165.000. Đó. Còn anh em mà đặt ở trên cái trang mình gọi trực tiếp qua bên số điện thoại trên trang á thì giá là 150.000. Đây là cái dòng này là cái dòng dòng Rat anh em, chứ không phải là dòng Ray nha. Đó. Êm tay lắm, anh em thử cầm nắm êm tay và giá nó mềm. Khi mà mình thay tại chỗ ở đây cho anh em á là 200.000 một cặp. Thì lúc trước thì mình bán những cái bộ này, mình bán đây, cái này nó tên là Pro Grip thì cái này là của SBK, thì cái dòng này là của Sport Bike, dòng Ray nè, thì nó khác nhau chỗ nào thì mình chia sẻ với anh em. Dòng Ray thì nó không có êm như được cái dòng Rat, nhưng mà nó khác những cái chỗ này. Độ bám trên cái bao tay nó rất là cao, nó cao hơn dòng Rat rất nhiều. À, với lại thêm một cái điều rất quan trọng nữa là dòng Ray á, trong cái sân á, thì thường á, những cái bao tay của họ rất là dày, cho nên á, anh em để ý cái bao tay bảo hộ của họ rất là dày, cho nên á, cái bao tay này nè của dòng mà Ray á, lúc nào nó cũng sẽ nhỏ hơn cái dòng Rat. Anh em để mình lấy cái thước đo ly anh em nhìn vậy là anh em thấy rồi này, hai cái bao tay nữa này nhỏ hơn, này bự hơn. Về cái đường kính á, đường kính thì cái dòng Rat này nó sẽ bự hơn, còn dòng Ray nó nhỏ hơn, nó nhỏ xíu nè anh em. Để cho làm gì, khi mình mang cái bao tay mà có độ dày cao để bảo vệ cây cao, khi mình chạy tốc độ nhanh ở trong sân á, thì mình nắm lại thì cái đường kính nhỏ nó sẽ thuận lợi hơn trên một cái hành trình nắm và dặn á. Tại vì cái độ dày của cái bao tay nó đã dày rồi, mà cái này nó còn bự nữa, thì anh em thấy mình lên cùng một cái hành trình trên cổ tay mình thì cái dây ga được kéo nhiều hơn, nằm ở cái đường kính bao tay nó phải nhỏ hơn ha. Với lại những cái ống ga, tại sao mà những ống ga của Ray á, cái mà kéo cái dây á, cái mà anh em móc vô cái dây cáp để mà dặn á, nó sẽ bự hơn ha. Nó bự hơn để cho trên một cái cùng một cái hành trình thì nó kéo được cái cọng dây dài hơn. À, một cái hành trình giống như là mình dặn ga nhẹ này đi, cùng một cái hành trình dặn ga thì cái dây cộng dây ga được kéo nó sẽ nhiều hơn, nó dài hơn. À, vậy thôi chứ không có gì. Thì á, ở mình thì tại vì cái mã này nè, mình thích cái mã này, cái rồi zip mà cái này là loại xịn nha, 400, mình bán 400 hay 450 gì mình quên rồi. Cái loại này thì nó xài bền nè, có một cái loại mà hôm bữa mình bán nó là cái loại nó mềm lắm. Loại đó là nó tên là Acosato, đúng rồi đó, thì cũng made in Italy luôn, cũng 450.000 một cặp, nhưng mà nó rất là mềm, nó mềm mà mình để ngoài nắng chừng mấy cử là nó chảy giống như cái bao tay BM vậy. À, mình cái đó thì nó ấy quá, mình không bán cái đó nữa. Thì anh em biết là cái hàng xịn thì cái bao tay lúc nào nó cũng mềm hơn cái đồ dỏm ha, đồ nhái, đồ Trung Quốc hoặc đồ Việt Nam, thì anh em phải hiểu cái điều đó. Thì nó ra đúng ra cái bao tay Acosato nó sẽ mau hư hơn là những cái bao tay này. Thì anh em mà chạy touring hay là cái tầm tiền nó thấp á, thì mình chơi cái này. Những con sport bike đó, thì anh em nào đi cá tính, đi tăng tốc nhanh hay là kia thì mình nên thay cái bộ rồi zip nó là racing. Anh em để ý trên cái bao tay nó để nè, GB Racing, còn cái này là Rat ha. Nó khác nhau hoàn toàn nha anh em, cho nên tùy do mình chọn. Bao tay Rat thì nó sẽ êm hơn đó, nếu mà mình mang những cái găng tay nó mỏng, nó nhỏ gọn á, thì đi thằng này nó sẽ thoải mái hơn đó. Rồi mình bán với giá là 150.000, anh em mua tại tiệm. Còn với giá bán ở trên Shopee là 165.000, tại Shopee trừ của mình đâu đó hết 20 mấy ngàn đó. Trên một cái sản phẩm nó tính theo phần trăm đó, mình cũng không rõ, không nhớ.
thì mình phải lên giá một chút xíu để mà người ta trừ xuống, thì nó mình hỗ trợ 50% trong đó. 50% là mình tính phí 15.000, đó là cho Shopee. Rồi mình về hàng thùng thùng như vậy anh em, bữa là một thùng rồi, bữa nay một thùng nữa, người ta không có đủ hàng. Cái còn cái bộ cái hàng mà hàng cao cấp này thì chưa về ha, nào về tới mình sẽ báo hàng xịn nha anh em. Còn có một bộ á. Rồi hôm nay mình thay vỏ cho Z1000 mâm lửa. Anh em để ý đây có chiếc xe BM mâm lửa cháy hết rồi, đây là mình đây mâm lửa cháy hết rồi, đây là cái mâm lửa mình tháo trên máy xe mình, anh em thấy mới không, mâm lửa mới là xe màu này đó, còn này nó cháy nè đó. Thì ảnh đi cái bình đó, ảnh nói là bình top light, nhưng mà mình hỏi mã là gì, nó là IT9 gì đó đó. Top light đó là của dòng xe nhỏ chứ không phải hãng top light, nó có tùy theo mã. Mã của cái bình này nó xài cho xe này nó phải là TTZ14S ha, thì nó mới dòng xả tiêu chuẩn trung bình của nó là 230cc đó. Còn mình sẽ đo cái dòng xả tức thời cho anh em xem, nó phải tầm 300-400 gì đó thì nó mới đủ cho cái con xe này. Con này mà xài bình 10S cũng không có đủ luôn, con này anh em đừng xài bình 10S nha, xài bình 10S nó cũng không có đủ đâu. Thì cái bình này nó sẽ không còn đủ, nó bình mới nó không có đủ, nó chưa có sạc vô nhiều ha, nó chỉ có coi bao nhiêu phần trăm pin nè, đó 347cc mà nó chưa có đầy ha, nó chỉ là mức khoảng dưới 40% chút là anh em thấy nè đó. Thì cái này chạy nổ một hơi là nó sẽ sạc bình vô, nó có xả ra và nó có sạc vào một hơi, cái bình nó chuẩn thì nó phải tầm 400. Anh em thấy cái bình rất là chuẩn ha, bình BM. Thì do ảnh xài cái bình nó không đúng, bình nó dành cho phân khúc xe nhỏ, cho nên đó, một là mâm lửa, hai là sạc nó hư à. Đó, cái này là hư mâm lửa nè, thì trước sau cũng sẽ hư sạc rồi. Dù có thay cái bình này thì nó đã xài quá nhiều trong một khoảng thời gian dài rồi, thì bây giờ hư gì hư. Còn những cái thứ mà mình bảo hành nè, mình mới thay vô nè, cái bình nè, cái mâm lửa mình sẽ bảo hành cho ảnh. Bình thì nhà sản xuất bảo hành 6 tháng, cứ 6 tháng mà nó hư thì một đổi một, khỏi cần đợi bảo hành. Mình sẽ hứng ra tại mình mua rất là nhiều, mình đợi bảo hành cho khách chứ mình thay cái mới cho khách luôn. Trời ơi, cái này ai bắn mà không chết đây nè. Cái này là bên mình không có tháo cái không có mở cái góc này để tháo mà qua lăng nha. Ai mở chết lẹt rồi nè. Anh chủ xe xem để ý nha, không phải bên em tháo. Để chụp lại cho tí xíu cho anh coi. Em mới mở mâm lửa chứ em không can thiệp cái qua lăng, em không có mở làm chi. Ai mở chẹt con ốc hết rồi. Khổ vậy đó anh em. Làm mấy xe cũ này bị gì phải chụp phải quay lại cho người ta. Chứ không thôi á, mai mốt có chuyện gì người ta mở ra thì người ta sẽ, mình không báo người ta thì người ta sẽ nghĩ mình. Nên mình bảo dưỡng thêm một con. Ủa sao tay thắng kỳ vậy? Cái tay côn kỳ vậy? Đắp ở đây, đắp ở đây. Cái này kêu ổng thay tay mới hay ta? Đấy, có hỏi có tay côn dầu mà đỡ. Chứ anh thay tay mới, hàng đắp mài không có chuẩn nè. Bảo dưỡng lại xe này. Đi vậy luôn. À, vệ sinh lắp ghét anh em ít chạy cũng được, nhưng mà những anh em hay đi mưa về xình lầy về, anh em nên vệ sinh lắp. Cái xe này rất mới nhưng mà lắp bị vô nước nó xét, vệ sinh hoài rút lắp không ra, đang tìm cách để rút cái lắp ra, nó xét nó cứ ngắt chỏng rồi. Rồi xe Haya này mình mới thay một cái cặp vỏ Rosso 4 Cosa, và mình thay cho anh em mình đi Nha Trang cũng khá là nhiều xe, tầm khoảng gần chục chiếc
và phản hồi của anh em là cực kỳ thích. Đây là cặp giỏ mà ngon nhất từ xưa tới giờ mà máy ảnh chạy. Cái giỏ này nó không thể nào so sánh với Super Quạt Xa, hoặc là nói về độ bám, và không thể so sánh với những cái vỏ dòng Q, Q3, Q4 thì cái vỏ này không bằng. Nhưng mà nói về cái vỏ mà để chạy đường tổng hợp đó, tất cả các vỏ để chạy đường tổng hợp chứ không phải là vỏ trong so sánh với vỏ trong sân đua được, thì cái vỏ Rosso 4 Cosa này là một trong một cặp vỏ mà mình cảm thấy ưng ý nhất từ trước tới giờ. Ai nói cái cặp vỏ Rosso 4 Cosa mau mòn là nói tầm bậy nha anh em. Cái dấu chữ D đi về còn nguyên si, chưa có mòn. Đi ra Nha Trang về anh em, còn nguyên si mòn. Và tại sao mình nói là nhanh mòn là nói tầm bậy? Anh em biết Rosso 4 Cosa và Rosso 4 khác nhau chỗ điểm nào? Rosso 4 Cosa và Rosso 4 khác nhau ở điểm bên hông này thôi. Có nghĩa là mình phải nói về cái nguồn gốc của nó. Rosso 4 là được nâng cấp từ Rosso 3, rõ ràng đó, thế hệ thứ tư đó, thì nó vẫn là cái dòng Rossbox. Còn cái Rosso 4 Cosa là nó nâng cấp từ cái cặp vỏ là Rosso Cosa 2 đó, nó không còn sản xuất Rosso Cosa 2 nữa và nó nâng cấp lên là Rosso 4 Cosa đó. Cho nên á, cái dòng vỏ này là cái dòng vỏ bám đường hơn, và ở giữa nó vẫn là Rosso 4 anh em. Nó chỉ khác biệt giữa Cosa và Rosso 4 là ở bên hông, ở bên hông nó mềm hơn đó, nó mềm hơn thôi, nhưng mà nó mềm nó vẫn không thể nào bằng Super Cosa được. Anh em hiểu đây là một cái dòng vỏ mà để chạy đa địa hình đó, dòng cho sport chạy đường hỗn hợp đó, nó thẳng là vậy. Thì nó cao su nó cứng hơn thì Super Cosa một chút, lớp bố nó dày hơn ha. Ví dụ như kia hai lớp, một lớp bố thì thằng này phải hai lớp bố để cho chạy cái đường nó hỗn hợp ha. Thiết kế của vỏ này là vậy, và dành cho chuyên dòng sport để mà bám đường. Sport với neck nên dùng cái này, và thật sự nếu mà những cái dòng mà đi touring cũng vậy, đi thằng này tuyệt vời. Tại vì sao? Khi nó có độ bám trong cua rất cao, không có bị trượt luôn, và thậm chí những cái rãnh thoát nước này của nó và những cái rãnh nó để thoát nước và đi những cái hình cát hay đất đó, nó chèn vô cái lỗ những cái rãnh đó thì nó vẫn đỡ bị trượt. Mình chạy mình rất là thích cái cặp vỏ này. Mình mới nhập về một lô Rosso 4, nhưng mà tại vì không có Rosso 4 Cosa, hãng về nhiêu đó thôi, thì mình chỉ nhập như đó, mình bán kèm thêm Rosso 4. Còn thật sự mình chỉ muốn bán Rosso 4 Cosa, tại vì hàng đợt này về không có, phải lấy bán đỡ. Chứ còn Rosso 4 Cosa nó mắc hơn Rosso 4, có 400-500 ngàn cặp, công nghệ nó nhiều hơn rất rất nhiều, và vấn đề nằm ở chỗ là nó an toàn hơn nhiều quá. Nó an toàn hơn nhiều, tại vì anh em cứ lên trên cái quyển Catolo, cái quyển sách mà của hãng Pirelli á, anh em đọc về những cái sản phẩm này nó rất là nhiều ở trên đó, cấp độ vỏ, công nghệ như thế nào, sản xuất năm bao nhiêu, nó khác nhau những nào, mình so sánh được hết thông tin á. Giờ anh em lên nghiên cứu ha, tại vì cái cặp vỏ xe á, nó rất là quan trọng tới cái độ bám đường của xe. Cái xe anh em mà có cái ABS Pro đi nữa mà cái vỏ xe nó không đủ bám á, thì cũng xòe thôi đó. Đây là mình nói đó, còn xe mà không có ABS đi nữa, cặp vỏ chuẩn, thì chắc chắn là cái xe nó sẽ chuẩn. Khi trừ những cái trường hợp mà ABS thì nó hỗ trợ cho những cái trường hợp là mình cho người ít kinh nghiệm, và những cái trường hợp bất khả kháng mình dí thắng luôn thì nó đỡ hơn, nó ngắt dầu, nó đỡ bị trượt xe đó. Thì ABS nó chỉ hiệu quả trong những vấn đề đó, còn những người có kinh nghiệm và thậm chí trong những xe đua họ không dùng ABS, đó là vì họ chèn cái kỹ năng qua cái phần đó thì họ dễ control được cái xe hơn đó. Còn cái ABS thì thật sự mình chỉ thích ABS trên con BMW thôi và một số xe
mà mình chạy như cái loại cao cấp mắc tiền á thì cái ABS nó mới ngon. Chứ còn thật sự mà ABS mà dạng như cái dạng trung cấp cỡ như Z1000 rồi những cái dòng xe CB650 đó, những cái dòng xe trung cấp đó thì mình không thích có ABS, thà không có, đi cái vỏ xịn hơn để chuẩn hơn, chứ mình không thích cái cấp ABS đó. Anh em nghiên cứu tới ABS anh em sẽ biết. Ví dụ như ABS Pro trên một cái vòng quay bánh đó nó có bao nhiêu tín hiệu đó. Còn á, cái mà ABS thường á, trên một cái vòng ABS á, nó bắt được bao nhiêu cái tín hiệu, nó khác nhau anh em, không phải ABS nào nó cũng giống nhau đâu đó. ABS Pro nó mút hơn, nó ngắt dầu một cái trong một cái khoảng đó, nó ngắt nhuyễn hơn. Còn cái ABS anh em thấy mà tùy theo dòng xe nữa, tùy theo cái loại xe nữa. Còn những ABS thường mình thấy á, mình đạp cái nó dãy chân, nó chân thắng nó dãy nó ngắt như vậy thì phải coi lại. Một, nếu mà độ bám của cái vỏ chuẩn thì cái ABS nó nói chung là rất là nhiều thứ để mà mình nói khi mà mình chen sâu vào. Nhưng mình khuyên anh em là những cái dòng xe mà bình thường á, thì mình thấy không cần ABS, thà ABS thì ABS giữ luôn, Pro luôn. Chứ còn ABS thường á, mình thấy nó cũng bình thường, thà không có sướng hơn. Để làm chi, những cái xe Nhật nó đơn giản. Tại sao anh em chọn xe Nhật? Nó đơn giản, nó không có nhiều công nghệ, nó đỡ hư vặt. Còn cái xe Đức, tại sao người ta chọn Đức? Nó nhiều công nghệ hơn. Nhiều công nghệ hơn thì phải biết nhiều về xe hơn, về những cái công nghệ đó để biết thay thế đồ bảo dưỡng cho nó chuẩn thì mình mới hưởng được trọn vẹn những công nghệ đó. Còn nếu mà mình không chuẩn về cái đó, mình không rành về xe, mình chọn cái xe quá nhiều công nghệ rồi mình thay những cái đồ không đúng vào thì thật sự nó còn tệ hơn cái xe không có công nghệ nữa đó. Tại vì những công nghệ nó không an toàn gắn làm gì, mình không có biết, mình thay những cặp vỏ vô không đúng nè, mình thay cái bình không chuẩn vô thì nó cũng hư công nghệ thôi, tốn tiền sửa nhiều hơn. Tùy theo cái nhu cầu khách hàng, nhưng mà anh em phải để ý những vấn đề đó. Mình sẽ gửi một cái clip, mình sẽ đăng cái clip xe này là hôm mình đi tour, mình chở vợ mình. Mình cảm ơn anh Phương Tử Nha nha, cho mình mượn cái yên. Cái xe này yên solo không có yên, phải gắn thêm cái này để cho vợ mình giữ. Chứ còn không có này chắc vợ mình phải đi bán tải à. Chứ mình không dám chở khi không có tay nắm. Cái dòng sport này nên có tay nắm. Và anh em thật sự nếu mà đi chở hai người thì chạy không có thoải mái được. Người ngồi sau sẽ đè lên người trước, rất là đau lưng, đau vai, rất là mệt. Mà khi đi cua sẽ không được thoải mái, tại vì tay người ta vòng qua choàng tới đằng trước, đã bó mình rồi, mình không có vô cái thế để mà đi cua cho nó sát được đó. Cho nên mình chạy cũng bình thường thôi, chứ không có gì ghê gớm, cứ đều đều 180 đến 260 thôi, chứ mình không có đi nhanh hơn được, đi không có căng hơn được. Rồi mình chở vợ mình nó cũng chạy không có được thoải mái lắm. Thì mình nêm cho thấy cái xe này đi tour rất là thoải mái. Nếu tính về độ lanh lẹ trong cua thì nó không thể nào qua những con Sport Bike 600 với 1000 được. Nhưng mà nếu mà đi đường trường á, cua lơi hay này kia thì mệt với con này lắm nha. Tại vì thế ngồi của nó đỡ mệt hơn là Sport Bike, cho nên đi đường xa nó đỡ mệt hơn. Con này may ra con này để mà mình chở vợ mình, chứ mình lấy con 600 hay con 1000 Sport Bike là mình chở không nổi. Đè quá chừng trăm mấy chục cây là thấy là nhừ người hết rồi đó. Rồi cảm ơn anh em, thì mình sẽ up clip anh em xem con hai da nó chạy như thế nào. Sự đi cái vỏ này vô cua đã lắm. Cảm ơn mọi người.